Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 8 tháng 4. Nhận định, dự đoán đội tuyển Futsal Việt Nam với Thái Lan, bán kết 2 Futsal Đông Nam Á 2022. Trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam với Thái Lan, bán kết 2 Futsal Đông Nam Á 2022, diễn ra lúc 17 giờ ngày 8 tháng 4. Nhận định, Futsal Việt Nam với Thái Lan. Đội tuyển Futsal Việt Nam kết thúc 3 trận đấu vòng bảng với vị trí nhì bảng B, khi có cùng điểm số với Myanmar là 7 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng khiến chúng ta sớm đụng độ với Thái Lan ở bán kết. Trong trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang vất vả chỉ có được trận hòa 1-1 trước Myanmar. Ở hai trận đấu còn lại trước, Australia 1-5 với Timor Leste 1-7, các tuyển thủ Futsal Việt Nam mới thực sự có được điểm rơi phong độ tốt nhất. Thắng lợi trước Timor Leste và Australia chính là cú hích tinh thần cần thiết để Hồ Văn Ý và các đồng đội thêm phần động lực ở trận chung kết sớm với Futsal Thái Lan. Đến thời điểm hiện tại, Futsal Việt Nam mới chỉ có 2 lần lọt vào trận chung kết lần lượt vào các năm 2009 và 2012, nhưng đều thất bại trước Thái Lan. Đội tuyển Futsal Việt Nam dù bất lợi về mặt sân khách khi phải sớm đối đầu với Thái Lan, nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Giang, người hâm mộ Futsal, bóng đá Việt Nam nói chung vẫn có phần hy vọng. Bởi ở vòng chung kết Futsal World Cup 2021, chính chúng ta là người vượt qua vòng bảng và có mặt tại vòng 1/8 và chỉ thua sát 2-3 đội tuyển Nga, một trong các đội tuyển Futsal hàng đầu thế giới, trong khi Thái Lan thất bại đến 7-0 trước Kazakhstan. Bên cạnh đó, ba đội có thành tích tốt nhất giải năm nay với tấm vé tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022 ở Cú Áp sắp tới. Một chiến thắng là điều cần phải có đối với đội tuyển Futsal Việt Nam ở trận bán kết hai này. Ở bên kia chiến tuyến, Futsal Thái Lan đang là đội bóng thống trị giải Futsal Đông Nam Á với 15 trên 16 lần vô địch giải đấu. Mùa giải không giành ngôi vô địch, Thái Lan không đăng ký tham dự giải đấu và để Indonesia lên ngôi ở mùa giải 2010 tại Việt Nam. Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng trải qua 9 trận đấu, Việt Nam chỉ có một chiến thắng và thất bại đến 8 lần trước bầy bò chiến. Trong lần đầu tiên tham dự giải đấu 2005 với thể THCDA vòng tròn, Việt Nam thảm bại với tỷ số 2-13. Hai năm sau, Việt Nam tiếp tục thảm bại với tỷ số 3-13 ở vòng bảng. Ở 5 lần thất bại còn lại, cách biệt tỷ số giữa Futsal Việt Nam với Thái Lan là không quá lớn, trừ vòng bảng 2015 thất bại 0-6, hai trận chung kết 2009 1-4 và 2012 4-9. Dự đoán Futsal Việt Nam thắng Futsal Thái Lan 3-2. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.